Sống của tôi thay đổi đáng ngạc nhiên, thật tiếc vì không ngăn chặn kẻ thù của sức khỏe này sớm hơn. Tổ quốc, cắt giảm đường khỏi chế độ ăn uống đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Thay đổi thói quen vì sức khỏe lâu dài, tại sao không? Việc tiêu thụ quá nhiều đường mang lại rất nhiều rủi ro đối với sức khỏe của chúng ta. Nó là nguyên nhân gây béo phì, bệnh tim, tiểu đường loại 2 và ung thư. Đồng thời nó chứa một lượng lớn calo trong khi lợi ích dinh dưỡng bằng không. Tôi vốn là một người ưa đồ ngọt. Năm ngoái, theo ước tính, tôi đã tiêu thụ hơn 36 gram tương đương 9 muỗng cà phê đường mỗi ngày. Hiện tại con số dừng lại ở mức 3 đến 4 giờ gram, khoảng 1 muỗng cà phê, và tôi đã duy trì nó trong 4 tháng qua. Thật ra, quá trình thực hiện không quá khó khăn như tôi nghĩ. Thay vào đó, tôi đã thay đổi một vài thói quen, tìm hiểu kỹ hơn về những gì tôi đang ăn và khám phá ra những lựa chọn thay thế ngon miệng hơn so với thực phẩm có đường. Năm nay, mục tiêu lớn nhất của tôi là cải thiện sức khỏe. Cùng với việc tập thể dục thường xuyên và nuôi dưỡng một lối sống lành mạnh, tôi còn kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Dưới đây là những gì tôi đã làm để loại bỏ kẻ thù của sức khỏe này ra khỏi chế độ ăn uống. Loại bỏ các tín hiệu khiến bạn tiêu thụ thực phẩm có đường. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc nhìn thấy thức ăn, tín hiệu thức ăn theo ngữ cảnh, có thể khiến chúng ta cảm thấy đói ngay cả khi chúng ta không có cơn đói sinh lý. Nếu tôi mở tủ lạnh lấy nước và thấy một thanh sô-cô-la bên cạnh cái bình, tôi sẽ bẻ vài miếng để nhai, mặc dù tôi không đói. Căn hộ của tôi chứa đầy những tín hiệu như vậy. Vì vậy, tôi đã chuyển tất cả đồ ngọt ra khỏi bàn cà phê và kệ bếp của mình. Nó thực sự có tác dụng. Tôi đã ngừng ăn đồ ngọt và đồ ăn nhẹ không cần thiết khi tôi đói bụng, giảm bớt lượng đường nạp vào cơ thể. Việc theo dõi lượng đường đã thay đổi nhận thức về thực phẩm. Theo dõi mức tiêu thụ đường đã chỉ ra, tôi đã tiêu thụ nhiều hơn so với dự đoán ban đầu. Lượng đường có trong thực phẩm làm tôi kinh ngạc. Chẳng hạn, một thanh Snickers có lượng đường khổng lồ 27 gram, khuyến nghị giới hạn tối đa trong một ngày dành cho phụ nữ. Chúng có mặt trong chế độ ăn kiêng từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như gia vị, hạt bơ, thanh granola và bột yến mạch. Thay đổi cách mua sắm thực phẩm, tôi bắt đầu cẩn thận kiểm tra thành phần dinh dưỡng của thực phẩm và loại bỏ các mặt hàng có chứa đường trong thành phần khỏi danh sách mua hàng. Đường có mặt trong thực phẩm dưới nhiều tên gọi khác nhau, mật hoa agave, mật ong, nước trái cây cô đặc, mật đường, shiso và nhiều hơn nữa. Đồng thời tôi tự đặt ra cam kết, lựa chọn trong hiện tại kiểm soát các hành động trong tương lai, ràng buộc bản thân với những thói quen tốt. Tôi đã không mua bánh quy, sữa chua có đường hay bánh ngọt để giữ trong tủ lạnh, vì vậy tôi không còn bị cám dỗ bởi chúng nữa. Bạn buộc phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc kiểm soát lượng đường mình sẽ nạp vào vì một cơ thể khỏe mạnh hơn. Kiểm soát cơn đói giữa các bữa ăn luôn luôn dẫn đến ăn vặt, rất có thể là ăn vặt có đường. Tôi ăn thức ăn đa dạng để no lâu hơn, kìm nén sự thôi thúc ăn vặt. Những thực phẩm này bao gồm rau quả tươi, protein từ thực vật và ngũ cốc. Ngoài ra, tôi cũng thực hiện các thay đổi lối sống đơn giản, chẳng hạn như ăn uống chánh niệm. Lựa chọn thực phẩm thay thế hấp dẫn hơn, tôi đã lập một danh sách các thực phẩm chứa quá nhiều đường so với mức cho phép và khám phá ra các chất thay thế tự nhiên lành mạnh hơn. Dưới đây là một số thay đổi chế độ ăn uống tôi đã thực hiện. Thay đổi bữa sáng bằng sữa chua có hương vị và granola khô mật ong. Cho một bát sữa chua nguyên chất. Rắc các loại hạt tùy thích và thêm quả trà là. Trà là và các loại hạt mang đến vị ngọt tự nhiên. Chọn thanh protein không có đường và chất làm ngọt nhân tạo, thưởng thức với cà phê và trà thay vì bánh quy. Thay thế trái cây được bảo quản, mứt ăn kèm bánh mì và sinh tố bằng các loại bơ hạt không đường, cung cấp protein và hương vị. Thay thế đồ ăn nhẹ có đường bằng toàn bộ trái cây. Trái cây chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa hữu ích cho sức khỏe. Chấp nhận thay đổi để khỏe mạnh. Trong cuốn sách Atomic Habits, James Clear viết rằng chìa khóa để thay đổi hành vi lâu dài là biến thói quen mong muốn thành một phần bản sắc của bạn. Ông viết rằng con người bạn được xây dựng từ thói quen và mọi hành động là minh chứng cho việc lựa chọn kiểu người mà bạn muốn trở thành. Nói một cách đơn giản, tôi muốn giảm mức tiêu thụ đường của mình, tôi muốn được khỏe mạnh. Vì vậy, tôi quyết tâm xây dựng thói quen hạn chế đường trong cuộc sống của mình. Việc loại bỏ đường không còn khó khăn nữa, nó chỉ đơn thuần là một thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của tôi. Cắt giảm lượng đường giúp tôi cải thiện đáng kể sức khỏe và vóc dáng của mình sau một thời gian dài. Ngoài ra, nó còn có những lợi ích vượt xa sức khỏe thể chất, bao gồm giảm sự uể oải về tinh thần. Làn da mịn màng hơn, củng cố sự tự tin trong việc đạt được các mục tiêu trong tương lai và sự thay đổi tích cực trong lối sống. Tôi đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Sức khỏe của tôi được cải thiện rõ rệt.
Cả hai đều là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp tôi duy trì chế độ ăn uống hiện tại của mình. Thêm vào đó, tôi khám phá ra việc chế biến các món ăn tốt cho sức khỏe cũng là một niềm vui trong cuộc sống. Sau, theo chia sẻ của blogger Sư Đích Sa rút trên Medium Thiên An. Ha ha ha, 问什么的说